chúng ta sẽ cùng dành một vài giây phút để trò chuyện với Á hậu Trường Sang, một trong số những ngôi sao giải bước rất sớm trên thảm đỏ của Alpha Vina Vietnam International Fashion Week trong buổi tối đêm nay. Trường Sang có thể bật mí một chút xíu về bộ trang phục rất là đẹp mà Trường Sang đang diện không? Vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng là Trường Sang, một đàn á hậu rất là đẹp, rất là lộng lẫy. Thế nhưng có một cái điều khiến cho mọi người muốn tiếp một chút xíu, bởi vì dường như là cuộc sống rất là biên bản, vì vậy mà cô ấy rất là thích chi nào mà tại quyết nhanh nhất của mình. Không biết là trong mùa Hoa Việt Nam Việt Nam, Thành Trúc. Lúc này đây diễn viên Thành Trúc đang khoác trên mình bộ trang phục của nhà mốt 21 Stick. Chào đón thì bỏ môn học rồi.